Xin chào các bạn, ở đây mình đang có hộp của LG G3. LG G3 thì mình đã mở hộp đánh giá chi tiết là mọi thứ về sản phẩm này rồi. Tuy nhiên thì G3 có mức giá theo một số bạn vẫn đang cứ kêu là hoang tưởng giá cao này nọ lỡ chai, mặc dù là G3 có cấu hình thuộc dạng top trên thị trường hiện nay. Và để khắc phục vấn đề đấy thì LG có cho các bạn sự lựa chọn khác, đó là một phiên bản G3 với bộ nhớ trong và bộ nhớ RAM thấp hơn. Đây là G3 bộ nhớ RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Điểm tuyệt vời đầu tiên là sản phẩm này được made in Việt Nam chứ không phải là hàn xẻng như cái phiên bản 32GB bộ nhớ trong lần trước mình đã mở hộp. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ mọi người một chút về cái thiết bị này. Cái hộp của nó thì vẫn được đóng tương tự như vậy, thì các bạn sẽ lưu ý là bên dưới cái thông tin về sản phẩm nó luôn luôn ghi về bộ nhớ trong. Bộ nhớ RAM 2GB sẽ luôn luôn đi kèm với 16GB bộ nhớ trong. Đó. Đây là phiên bản màu trắng của mình, lần trước là bản màu vàng và bản màu đồng rồi. Thì màu trắng chúng ta sẽ trải nghiệm một chút. Ở dưới hộp mọi người vẫn sẽ có phụ kiện tương tự, cáp, sạc, tai nghe. Đặc biệt là nổi bật nhất trong này là có cái tai nghe Quad Beat 2. Đối với chiếc LG G3 này, mọi người thấy là phiên bản màu trắng sẽ có một số sự khác biệt. Mặt lưng này sẽ không tạo ra các cái đường vân giả kim loại nổi bật giống như màu vàng hay là màu đồng, tại vì nó sẽ rõ rệt và nó nổi hơn nhiều. Cái phiên bản màu trắng này, nếu mà các bạn nhìn bình thường sẽ thấy nó giống như là màu trắng đơn thuần mà thôi, không được làm giả kim loại sang trọng. Chỉ khi chúng ta dí sát mắt vào thì mới nhận ra điều này. Và trên video thì mình tin chắc là 96% các bạn sẽ không thể nhìn thấy được mà bắt buộc phải ra hàng trải nghiệm. Chúng ta sẽ có lấy nét laser, camera 13MP, biểu tượng logo của cái phím nguồn lên tăng giảm âm lượng, đèn flash LED kép với hai tông màu khác nhau, ấm và lạnh, và logo của LG bên dưới này là loa ngoài của chúng ta. Bóc cái nắp lưng ra thì bên trong mọi người sẽ có khay cắm SIM, khay cắm thẻ nhớ mở rộng. LG G3 thì được tháo nắp pin rồi hoàn toàn để có thể thay thế pin một cách thủ công, rất là tuyệt vời. Còn cái chiếc LG G3 ta còn có được tích hợp cả cái công nghệ sạc pin không dây nữa cơ. Nhưng mà ở Việt Nam thì không được quảng cáo cái vấn đề này mà cũng không thể bán phụ kiện. Chúng ta sẽ có con mắt thần bên trên để điều khiển từ xa. Ở bên cạnh trái và cạnh phải hoàn toàn không có gì, tại vì toàn bộ phím cứng đã được di về rời ra mặt sau. Bên dưới là cổng sạc micro USB, sẽ cắm tai nghe 3.5mm. Chiếc LG G3 mặt trước các bạn thấy là trong viền rất là mỏng và sexy. Chúng ta sẽ có màn hình 5.5 inch, nhưng mà lại kích thước thiết kế chỉ tương đương với những cái sản phẩm màn hình 5.1 và 5.2 inch mà thôi. Bên trên là loa thoại, camera trước có một tính năng độc đáo là bóp tay để chụp ảnh tự sướng, logo của LG. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ quan trọng nhất là liệu phiên bản 2GB và 3GB RAM thì có sự khác biệt hay không. Câu trả lời của mình là có. Một số bạn vẫn nói rằng 2GB RAM trên Android bây giờ chạy quá nhanh và tuyệt vời rồi, làm gì có chuyện lag một giật. Nhưng thực tế nếu các bạn quay trở về một số cái video trước đây, Seven đã từng trải nghiệm trên tay với những cái chiếc LG G3 phiên bản màu vàng, đấy chính là cái phiên bản 16GB bộ nhớ trong và 2GB RAM. Một số bạn đã có comment là thể hiện rõ cái việc vấn đề nó bị giật, bị lag. Đặc biệt là mình phát hiện trong quá trình sử dụng bộ nhớ RAM 2GB, đó là khi mà trở về màn hình home screen, đôi khi bị mất trong khoảng 1 đến 2 giây để load lại màn hình chính, điều mà bộ nhớ RAM 3GB không bao giờ gặp phải. Thì vấn đề này có lẽ là do liên quan đến cái màn hình 2K mà nó đang sử dụng. Khi mà các bạn lướt web này, các bạn làm bất cứ thao tác gì, màn hình 2K khiến các bạn tốn dung lượng và dữ liệu mạng, kể cả là vì xung nhịp CPU, bộ nhớ RAM nữa, ta chứa cái mà để chứa được những cái dữ liệu phải bắt buộc hoạt động nặng hơn trên màn hình độ phân giải cao. Chính vì thế nên 2GB RAM vẫn có hiện tượng xảy ra lag nhẹ đối với chiếc LG G3 này. Chính vì thế nên bộ nhớ RAM 3GB vẫn là sự lựa chọn tối ưu. Nhưng đối với những bạn gái hoặc là những người không có nhu cầu sử dụng cái tác vụ nặng nhiều thì màn hình 2K đi kèm với bộ nhớ RAM 2GB cũng là khá là đủ dùng. Như vậy mình đã chia sẻ cho mọi người bài mẫu hộp cái thiết bị LG G3 với bộ nhớ RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Và các bạn thấy là cái sản phẩm này có mức giá dễ chịu hơn để phù hợp với cái việc cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường như là Galaxy Note 3 hay là Galaxy S4, Xperia Z2, Z1 v.v. Các bạn có thể click, đừng cần like, share với bạn bè, truy cập vào 7s.com.vn để theo dõi chi tiết mức giá sản phẩm này. Và đừng quên xem lại những video trước với chiếc LG G3 vàng với bộ nhớ RAM 2GB. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.